Hôm nay chúng ta sẽ đến với lại những video YouTube Short nhiều view nhất trên thế giới. Để trước khi bắt đầu vào video, mọi người đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì bắt đầu. Chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái video có Skibidi. Ôi như tập này chúng ta coi rồi. Chưa. Tập này chưa. Skibidi. Từ từ, tôi nhớ là người Loa đã bị tẩy não rồi, nhưng tôi chưa reaction. Các bạn muốn mình reaction về Skibidi từ những cái tập 20 mấy tiếp theo tới hết luôn thì các bạn nhớ bình luận bên dưới nha. Và nói theo cốt truyện là dần là người Loa hiện tại đang là cứu tinh của người của biệt đội Camera. Nhưng nếu người Loa bị tẩy não thì sao? Các bạn nhớ đón xem cái video tiếp theo của mình về Skibidi nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy xem coi là video này bao nhiêu lượt xem. 25 triệu view video về short. Tôi đánh giá là cái số 23 triệu view này nó vẫn gọi là đánh giá cao. Nhưng liệu còn có video nào có view cao hơn hay không? Bây giờ chúng ta hãy xem hết cái video này trước đã. Một tán một. Ui, Skibidi này bị glitch nè mọi người. Mạnh dữ vậy. Skibidi này mạnh dữ vậy, nó bị glitch hay sao? Kiểu các bạn biết Zenith chưa không? Người có điện xong giật cái nhảy lên trên, nó đấm cái thằng cameraman luôn, ghê dữ. Zenith chưa phiên bản Skibidi. Damn. Oh my god. Skibidi này hack rồi. Skibidi này là hacker rồi, là tăng speed lên, tăng tốc độ lên, Zenith chưa rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đến với lại một cái video short tiếp theo. Liệu cái video này được bao nhiêu view? 405.493.000 view. Nếu mà YouTuber nào có một cái video về cái gì đó không biết, nhưng mà 400 mấy triệu view thì cái video đó kiểu nó viral tới nỗi mà kiểu mua được căn nhà luôn ấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem thử nha. Mấy cái video này sẽ có mấy cái từ như là Oshima, rồi tiếng cười của cái bà kia nhiều lắm. Mấy cái video Trung Quốc là vậy á. Trời ơi, nhảy đi chứ đừng có làm màu. Không, tôi sợ chết lắm, tôi sẽ không chơi mấy cái game này đâu mọi người, tôi sẽ chết lắm. Oh no, mọi người. Ui, tất cả những cái game này đều phải có cái đồ bảo hộ cũng như là cái dây để cột lại, nhưng mà tôi nhìn cái dây nó còn mỏng hơn là mấy cái dây treo trên kia nữa. Liệu nó có an toàn không? Thôi thay tốt nhất thì không nên chơi. Lỡ có vấn đề gì đó, mấy cái gọi là gì ta, mấy cái đồ thắt chặt nó không có được an toàn, hay là không có được thắt kỹ á, mấy cái đồ bảo hộ, thì thôi coi như đời này chúng ta xong. Ok, video tiếp theo là bao nhiêu đây? 58 triệu view mọi người ạ. À, đây là gì đây? Gì đây? Okay. Cái thần thái khá là giống ông Jack Sparrow nha. Đây chắc là một cái lễ hội cosplay những cái nhân vật từ tất cả mọi thứ như là phim ảnh, chuyện hay là gì đó, nhưng mà nó không liên quan tới anime lắm, tại vì cái này là phương Tây. Kiểu thế giới fantasy đồ này nọ. Cái muỗng gì bự dữ vậy? Muỗng này múc một muỗng thôi là đủ no rồi đó. Và đây thì mọi người sẽ tương tác chơi những cái trò chơi hay là chào hỏi. Cái gì vậy, mạnh dữ vậy, bà tiên này, bà bị điên hả? Bà đấm một cái muốn gãy mẹ tay luôn rồi. Ok, thằng nào quen nha. Cũng được đi, thằng anh em mình cũng được đi. 1.3 triệu lượt view, ok đó, ước dẻo. Ok, để tôi coi. Chắc chắn là nó sẽ đi cạo đầu giống tôi. Chỉ là tôi là để nhọn nhọn lên thôi, còn nó là cạo sạch luôn. Đây thì đây có thể gọi là độ nóng kỷ lục nhất từ trước đến giờ. Mà chỉ cần đi ra khỏi phòng của mình thôi mà không mở khoét, gần như bị ngất xỉu, hay thậm chí là bước ra ngoài cũng có thể làm chói cả mắt của mình. Khúc đoạn này tôi khuyên anh bạn là phải chèn thêm mấy cái hiệu ứng kiểu ánh sáng chói lửa lên cho nó giống. Anh bạn giống như ngái ngủ xong rồi anh bạn đi ra kiểu ui, không có được. Đúng là con trai của ta. Cái gì đây? Ánh mắt sát thủ muốn giết ai hả? Trời ơi, đúng rồi. Cái gì đang thiêu đốt bản thân mình các bạn à? Đặc biệt với những ai tóc dài như mình, đây sẽ là một cái điều cực. Dài dữ chưa? Anh bạn hiện tại là đang bằng tóc của tôi luôn rồi đấy.
cực kỳ tệ. Vậy nên trong 3 giây tiếp theo, nếu bạn nào ấn like hoặc đăng ký, ok, ấn like cho nó đi cho nó vui, thì cộng tóc của mình sẽ ngắn đi một xíu. Vậy nên nếu các bạn ấn like và đăng ký càng nhiều thì mình có thể trở thành đầu đinh. Ê, nó trở thành đầu đinh thiệt à kìa. 3, 2, 1. Oh, wait, nó làm được. Này đầu đinh đó hả? Cái này là đầu Buzzcut mà đúng không? Đầu Justin Bieber đúng không? Mày nên cảm ơn tao đi người anh em. Tao đã giúp cho video của mày đã được nhiều người biết ơn. Vậy đó, ừ, ok. Chúng ta sẽ đến với lại một cái video này. 133 triệu. 133 triệu view là một cái video, một cái video short quá đỉnh luôn. Nhưng mà video này được đăng vào năm 2021, có nghĩa là cũng 2 năm mà 100 mấy triệu là cũng ghê đấy. Ok, để xem coi. Cái thời điểm này là năm 2021 là thời điểm Squid Game đang nổi, nên là cái game này nó ra view quá trời view luôn. Ok. Trời ơi, khi mà những người có năng lực hay là có siêu năng lực hay là gì đó tham gia Squid Game, liệu cái game này nó đã còn được cân bằng không mọi người? Jojo này. Ô. Đảo ma Canada thiệt, trời đất ơi. Ai, có ai coi bộ này không? Mình cá chắc là 95% những người xem video này, xem tới cái đoạn này không biết nhân vật này là nhân vật nào. Tại vì nhân vật này là xuất hiện từ thời 8X cho tới đầu 9X. Ừ thì giữa cũng có. Nói chung là tôi cũng biết. Thì bộ này là bộ 7 anh em hồ lô, nếu mà tôi nhớ không lầm. Ừ, hồ lô biến. Thì phim này lâu lắm rồi, của bên Trung Quốc hay gì đó. Ừ, làm nóng cái kim lên, chọt vô cái hồ lô. Ừ cũng hợp lý nha, không cần học quạt. Thằng này cũng ok đấy. Tôi mới vô thấy là Ranmori sao? Ốc nhỏ đó cứng dữ vậy sao? Chắc chắn là con vú keo. Vú keo mới cứng như vậy. Thằng cậu bé bút chì xin thì đưa con chó liếm. Còn đây là tác giả vẽ, vẽ cái bộ nói chung là tác giả vẽ xong rồi làm luôn cả animation luôn. Nếu mà tôi mà được cái kết quả này thôi coi như tôi đi chết rồi. Chắc. Ok. 35 triệu view cho một cái video làm đồ gốm. Tuyệt vời. Quan trọng là cái nghề này cũng rất là hay và cũng rất là lâu đời rồi. Thời, mấy cái nghề làm gốm, làm mấy cái bình lọ chai cổ bây giờ chuyên nghiệp hơn rồi. Ok, đùng đùng. Ui, cắt dễ vậy sao? Ok. Ok. Ui, nhìn giống đất sét quá nhưng mà cảm giác nó cứng hơn của mọi người. Ui, cứng quá. Đập cái này vô đầu là chết luôn á. U, cái lọ gì đâu mà cao dữ vậy. Đấy. Đây là người. Cái này mới nha, có cái đồ xịt. Cái khe lửa ấy gì á. Ồ. Vậy là xong cái bình mọi người. Quá tuyệt vời luôn. 35 triệu view cho một cái video làm đồ gốm. Chấp nhận, tuyệt vời. Ok. Từ từ, trước tiên tôi phải check video của ông này cái. 68 triệu view. Tôi reaction về video short của một người reaction về video short. Tôi nói xong rồi tôi mệt luôn á. Vài bữa nữa nếu mà có ai mà rảnh mà thấy được cái video này của tôi xong, họ sẽ reaction lại video của tôi. Họ đang reaction, tôi đang reaction, một anh bạn da màu đang reaction về những cái video short dài nhất thế giới. Má khó thở quá. Ok. Ok. Oh no. Phải làm bể hết, làm bể hết. Làm bể hết. No. Oh. 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 Oh my god. Sao cái trò gì chơi đại như vậy? Ok, là ít thôi. Liệu đỏ hay là vàng thắng đây? Đỏ hay là vàng? Càng về sau là càng khó này. Ba cái. Đỏ còn 3 cái, đỏ còn 2 cái. Hết rồi. Đỏ còn 1 cái. Yes. Đỏ đã chiến thắng. Các bạn đoán xem cái video này được bao nhiêu view? 774 triệu view à. Oh my god. Thấy cái con số này chắc là cái lượt view này bằng hẳn một cái kênh mình làm 1 năm trời, là gần 1 tỷ view luôn rồi. Oh my god. Anh Hoshi Fan này là một đầu bếp chuyên về những món ăn Nhật Bản đúng không? 4 triệu mấy view, để coi anh làm gì. Mày mặc da nha, nếu mà có lỡ dính thì mình sẽ lau cho thật sạch và khô, chứ không là lát nữa nướng nó bị cháy. Anh đang nướng gì vậy? Da giòn không có đều. Da. Yeah. Heo quét giấm muối lại một lần nữa sau đó ướp. Heo quay. Oh wow. Rồi một lát là cái công đoạn tiếp theo là anh lấy cái gì anh trọt vô nè. 30 phút sau khi ướp từ 30 tới 45 phút rồi thì bây giờ mình sẽ cho heo quay vào nồi chiên không dầu đã làm nóng sẵn. Lần đầu thì mình sẽ chỉnh 180 độ trong vòng 10 phút. Mình ok. Sẽ lấy ra thấm khô dầu rồi quét lại một lần giấm muối nữa. Đó. Ok. Cái này là giấm muối đúng không? Ok. Mình sẽ quay 190 độ trong vòng 10 phút. Xong. Bây giờ sẽ tới lần 3, lần cuối cùng. Có trọt không anh?
Tôi muốn dùng một chiếc dao thật là mỏng manh rồi cắt cho cả nhà xem cái độ mềm của thịt, độ giòn của da, giòn tới mức. Trời ơi, cắt kiểu này mà ăn với cơm thêm nước tương thì nó gọi là tát nách, không tát nách thì nó cũng gãy tay. Ừ. Ok, trước khi xem thì chúng ta phải xem coi là video này được bao nhiêu view trước đã. Nhiều nhất thế giới, 18 view, nhiều nhất thế giới. Ngay lúc đó, có người phụ nữ dẫn theo đứa trẻ vào phòng. Ôi cái này drama đúng không? Không coi. 53 triệu cái này được này. PUBG Real Mummy Creation. Ôi, cái này là cái cách ướp xác thời hiện đại nè mọi người. Cách ướp xác thời Ai Cập nè. Ôi ướp như vậy rồi thở sao được. Nhỏ này đang cái bà chị này đang kiểu cầu trời khấn Phật nè. Cứu. Và thế là hết. Rồi. Đóng hòm thiệt luôn hả? Ở nó liên quan gì tới mummy? Nó liên quan gì tới xác ướp của PUBG bà nội? Từ từ, trước khi bắt đầu phát mail. À, tôi biết cái ông nội này rồi. Ông nội này là làm những cái gọi là thử thách của người xem. Người xem thử thách gì đó làm mấy cái móng như là móng tay thịt khô, dịch, móng tay lon bia, móng tay nói chung là cái gì cũng làm được. Nấu mì tôm từ bột làm nóng. Làm móng. Đói thì tự vô mà nấu đi. Bố mẹ bạn đâu? Kêu bố mẹ bạn nấu. Còn mà chi tiết quá không? Mọi thứ mini mà làm đều chi tiết á. Mì cô omachi hay là mì xào táo quân. Ý anh nói là quần xì mách. Ui. Chét thêm một cái lớp này lên y hệt mì tôm luôn kìa. Oh my god. Không bỏ trống ngày nào. Tức là ngày nào cũng ăn á. Ồ. Bạn thấy tôi làm sao? Rất... Ngày nào cũng ăn mì tôm thì chắc là tầm 3-4 năm thôi là bạn có thể gọi là có được một cái cuộc chuyển sinh mới vậy. Rồi cho miếng trứng rồi miếng tương ớt vô dứt. Dứt, đúng là dứt. À thèm quá nhưng mà nhắc tới mì Hảo Hảo tôi thèm quá, đập miếng trứng vô. Oh my god, sao mà ngon thế nhờ. Ok, vậy là cuối cùng thì chúng ta cũng đã chiêm ngưỡng, chúng ta xem được những video short có lượt view dài nhất trên YouTube rồi. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bye bye, peace.